Tiên chúng ta sẽ thử nhận biết tính thai của một số loại phân bón hóa học. Đầu tiên chúng ta lấy khoảng 2 thìa canxi hydrophosphate. Nó có dạng tinh thể màu trắng, dạng bột. Tiếp theo chúng ta lấy 2 thìa kali clorua. Và 2 thìa amoni sulfat có dạng tinh thể màu trắng. Tiếp theo là 2 thìa amoni clorua. Amoni clorua có dạng tinh thể nhỏ màu trắng. Và 2 thìa amoni nitrat. Ammoni nitrat có dạng tinh thể to màu trắng. Bây giờ chúng ta sẽ thử tính tan của các mẫu phân bón hóa học. Bắt đầu rồi, em cứ làm đi. Sau khi làm thí nghiệm về tính tan, ta rút ra nhận xét như sau. Amoni nitrat tan nhanh. Amoni clorua tan nhanh. Amoni sulfat tan nhanh. Và kali clorua tan nhanh. Canxi dihydrophosphate tan chậm.